nhiều. Ở đây là giam những người tù và ghép vào thành phần là ngoan cố, chống đối hay là tổ chức vượt đảo bị bắt lại, bị giam ở đây. Và người tù bị giam ở xa bên này cũng nghiêm nhất là trong 10 ngày đầu. Mỗi ngày, khi được ăn một lần cơm như vậy, cơm nhẹ, cơm ngọt, cơm cơm ngọt, 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 cơm nhỉ đi về sao đó. Đây này, đây. Đây được dọn rửa gì cả. Thì cái tình trạng vệ sinh nó rất là tồi tệ. Và ở đây cái hình thức mà tắm cho người tù đó, đem từ đến cuối tuần đó, cuối tuần theo sẽ mở cửa ra. Thì cũng hoàn cảm được. Khu pháp tù sẽ được tắm một tuần rồi. Ở đây có hai loại xà lim, bốn cái xà lim đầu, nhưng nó cứ nhỏ là xà lim đơn nha, một hoặc hai người. Và các bốn cái xà lim đơn, một cái xà lim đang quay, cho nên bắt người tù hay làm công ích, ra lòng cộng đồng, tức là làm công ích, tức là xây chùa. Nhưng mà bắt người tù họ lại xây vào 2 ngày nghỉ á. Thì ở đây 63 người tù này họ đấu tranh không phải là họ không xây ngôi chùa ấy, mà họ đấu tranh để họ chuyển nhà lao động sang nghỉ. Nhưng mà kết quả là lại giam vào trong 2 cái sở tiệm luôn. Đó là mình hình dung ngày xưa sức người đó là phải phá núi đó, rồi khai thác đá, rồi xây dựng. Mình hình dung không có bất kỳ một cái trang bị hỗ trợ gì như mình bây giờ. Thì công việc nó rất là nặng nhọc, cho nên khổ sai giết toàn bộ hòn đảo này, đó là thế rồi. Chứ nào bây giờ mình sẽ tiếp tục chi tiết thôi nha.